Gần đây có một điểm đến thu hút du khách khi đến thăm Bắc Cạn bởi vẻ đẹp bản làng tựa lưng vào núi, nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang bát ngát. Đến đây du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên núi rừng mà còn được khám phá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao Quế Lâm nữa. Dân và điểm đến mà Thế Anh muốn nhắc đến chính là làng du lịch cộng đồng nằm ở lưng chừng đỉnh Pù Lầu của dãy Phia Róc, thôn Phiên Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Con đường đến thôn Phiên Phàng được tô điểm bởi những thửa ruộng bậc thang, bên dưới là dòng suối trong xanh uốn lượn. Dừng chân ở Phiên Phàng, du khách sẽ vừa được ngắm cảnh núi non hùng vĩ, vừa khám phá những cánh đồng lúa thoai thoải theo sườn núi, hay không gian xanh ngát của rừng trúc Pù Lầu tạo cảm giác thư thái, bình yên. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức các sản vật đặc trưng của địa phương như bánh chưng đen. Ngoài ra, tận dụng nguồn nước trong lành, mát lạnh của suối Pù Lầu, cư dân địa phương còn nhân rộng mô hình nuôi cá tầm, cá hồi. Tham quan Phiên Phàng, du khách đừng quên thử những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc của đồng bào dân tộc Dao, hay lựa chọn những sản phẩm thủ công truyền thống như túi xách, áo, váy, mũ để làm quà tặng.